Stone Hang, công trình cự thạch đồ sộ sừng sững giữa vùng đồng bằng Sudbury, nước Anh. Từ lâu đã là một bí ẩn khổng lồ, thách thức trí tuệ con người. Với những khối đá sa thạch khổng lồ xếp thành vòng tròn kỳ lạ, Stone Hang đã thu hút sự tò mò và nghiên cứu của cả giới khoa học lẫn những người yêu thích lịch sử, khảo cổ. Dù đã trải qua hàng thế kỷ, nguồn gốc và mục đích xây dựng Stone Hang vẫn còn là một ẩn số, khiến nó trở thành một trong những di tích tiền sử nổi tiếng và bí ẩn nhất thế giới. Hành trình khám phá Stone Hang đưa chúng ta trở về quá khứ xa xôi, khoảng 3.100 năm trước công nguyên, khi những người dân thời kỳ đồ đá mới bắt đầu xây dựng công trình này. Qua nhiều giai đoạn, Stone Hang dần được hoàn thiện với những thay đổi về cấu trúc và cách sắp xếp các khối đá. Điều đáng kinh ngạc là những khối đá sa thạch sừng sững có khối nặng tới 50 tấn, được vận chuyển từ một mỏ đá cách đó hơn 30 km bằng sức người và những dụng cụ thô sơ. Kỹ thuật đục đẽo và di chuyển đá tinh vi của người xưa khiến các nhà khoa học ngày nay không khỏi kinh ngạc. Các khối đá được ghép nối với nhau một cách chính xác, tạo nên cấu trúc vững chắc, đứng vững qua hàng nghìn năm. Vòng tròn đá Stonehenge ở đồng bằng Sudbury, tây nam nước Anh là hình ảnh có tính biểu tượng cao và có thể được nhận ra ở bất kỳ đâu. Ban đầu, công trình là một vòng gồm 30 khối đá đứng thẳng, mỗi khối nặng 25 tấn, nối với nhau bằng những thanh ngang. Bên trong vòng tròn còn có 5 cặp khối đá có thanh ngang ở trên. Tuy nhiên, theo CNN, công trình 4.500 tuổi này vẫn vô cùng bí ẩn. Chúng ta chưa tìm thấy văn bản nào làm sáng tỏ ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Từ khoảng cách vài trăm mét đến Stonehenge, người ta nhận thấy có những hình thù đặc biệt, trông như in hẳn trên cánh đồng. Những hình vẽ xuất hiện ở khu vực này đã làm cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới rối trí. Ý nghĩa nào ẩn chứa trong các hình vẽ đó? Ai đã để lại cho chúng ta? Để làm gì? Cho đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là mục đích xây dựng Stonehenge là gì? Đến nay vẫn chưa có lời giải đáp chính xác. Nhiều giả thuyết được đưa ra, mỗi giả thuyết đều mang đến những góc nhìn thú vị về công trình bí ẩn này. Có người cho rằng Stonehenge là nơi thờ cúng tâm linh, là nơi tổ chức các nghi lễ tôn giáo quan trọng. Một số khác lại tin rằng đây là đài quan sát thiên văn được sử dụng để theo dõi chu kỳ mặt trời, mặt trăng và các vì sao, phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp. Cũng có giả thuyết cho rằng Stonehenge là lăng mộ của những người quyền quý hoặc là nơi chữa bệnh bằng năng lượng siêu nhiên. Ngoài ra, còn có giả thuyết cho rằng người ngoài hành tinh đã tham gia xây dựng lên Stonehenge, gây được sự chú ý hơn cả. Trong thời kỳ từ 3.000 đến 1.500 năm trước công nguyên, ở châu Âu, đặc biệt là trên các đảo của nước Anh, xuất hiện nhiều công trình bí ẩn. Không phải là nhà hay nhà thờ, mà là những tảng đá tạo nên các hình vẽ rất chuẩn, thường là hình tròn. Không có bằng chứng bằng chữ viết nào chứng tỏ chính người cổ xưa xây dựng lên chúng. Còn đối với người hiện đại, hình dạng các công trình này làm chúng ta liên tưởng đến những vật thể bay không xác định, hay còn gọi là địa bay. Gần đây, một cuộc triển lãm lớn tại Bảo tàng Anh với 430 đồ vật từ khắp nước Anh và châu Âu đã thể hiện một thế giới biến động. Trong đó, Stonehenge là trung tâm của hàng ngàn năm lịch sử. Có vẻ như chúng ta đã quá quen thuộc với công trình này, nhưng bối cảnh xây dựng và yếu tố con người vẫn chưa được xác định. Chúng ta chỉ thực sự hiểu Stonehenge nếu bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm nó được xây dựng. CNN dẫn lời ông Neil Winkin, người phụ trách chính của triển lãm, cho biết. Triển lãm thể hiện giai đoạn kéo dài 8.000 năm và giúp khách tham quan tận mắt chứng kiến những đồ vật liên quan đến các thay đổi quan trọng. Sự chuyển dịch từ xã hội săn bắn hái lượm sang canh tác nông nghiệp, sự chuyển đổi từ việc chế tạo công cụ bằng đá, chạm khắc đá sang các kim loại như đồng và vàng. Stonehenge là một di tích của Anh, nhưng hiện vật được trưng bày cho thấy mối liên hệ giữa di tích này với Ireland, quần đảo Orkney, Scotland, Pháp, Đức, thậm chí cả Hy Lạp cổ đại. Rất lâu trước khi tảng đá của Stonehenge được dựng lên, một nhiệm vụ kéo dài nhiều thế hệ. Vị trí của di tích
đã được đánh dấu bằng các cọc gỗ đặt trong ba cái hố có niên đại 10.000 năm trước. Lúc này, nước Anh vẫn có sự kết nối với lục địa qua một khối đất được gọi là Jagiellon. Khi đó, cuộc sống hòa quyện vào thiên nhiên. Triển lãm đã trưng bày một chiếc mũ đội đầu 11.000 năm, được làm từ hộp sọ của một con hươu và được tìm thấy ở North Yorkshire. Vòng tròn đá có thể là công trình nổi tiếng nhất của thời đại đó còn tồn tại. Nhưng những vòng tròn gỗ còn sót lại cũng là một phần không thể thiếu của di tích. Một trong số đó là Sighen. Vòng tròn gồm 55 trụ gỗ bao quanh một cây sồi bị lật ngược. Rễ cây vươn lên trời như những xúc tu. Nó nổi lên vào năm 1998 sau khi chìm trong cát hàng thiên niên kỷ tại một bãi biển ở miền đông nước Anh. Giống như Stonehenge, công trình này được xây dựng theo hướng di chuyển của mặt trời. Một hiện vật khác trong triển lãm là chiếc đầu rìu tuyệt đẹp được làm từ ngọc phỉ thúy ở Ý, báo hiệu sự xuất hiện của những người nông dân từ châu Âu. Nó được tìm thấy tại một chiếc cầu gỗ được xây dựng cách đây 3.800 năm. Chiếc cầu do một số người nông dân đầu tiên xây lên khi đi ngang qua một đầm lầy gần Glastonbury, cách Stonehenge không xa. Các tấm ván và giá đỡ của chiếc cầu cũng được trưng bày trong cuộc triển lãm. Dù chưa có câu trả lời cuối cùng, những khám phá khảo cổ gần đây đã hé lộ thêm nhiều bí mật về Stonehenge. Các nhà khoa học đã xác định được nguồn gốc chính xác của các khối đá sa thạch lớn, giúp hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng công trình. Nghiên cứu cũng cho thấy Stonehenge có thể được sử dụng để quan sát các hiện tượng thiên văn như ngày hạ chí và đồng chí. Đặc biệt, phát hiện ra hàng trăm ngôi mộ cổ xung quanh Stonehenge càng củng cố thêm giả thuyết về ý nghĩa tâm linh và nghi lễ của khu vực này. Stonehenge không chỉ là một vòng tròn đá bí ẩn mà còn minh chứng cho sự sáng tạo, trí tuệ và khả năng thích ứng của con người thời tiền sử. Dù vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, Stonehenge vẫn là một di sản văn hóa thế giới quý giá, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Vòng tròn đá Stonehenge đã và đang cũng như sẽ là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học, nhà sử học và những người yêu thích khám phá để mỗi chúng ta tìm hiểu về quá khứ và khám phá những bí ẩn của lịch sử nhân loại.